Vi Oanh nhắc lại khoảng thời gian vướng ồn ào, bị dân mạng tấn công. Trở thành khách mời trong đời nghệ sĩ, Vi Oanh trải lòng về khoảng thời gian bị dân mạng tấn công, đồng thời tiết lộ về cuộc sống viên mãn bên chồng doanh nhân. Vi Oanh trở thành khách mời của chương trình đời nghệ sĩ, dự kiến lên sóng lúc 19h15 ngày 13 tháng 11 trên VTV9. Thời gian qua, Vi Oanh bị gán vào những tin đồn không hay điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh mà nữ ca sĩ xây dựng từ trước đến nay giọng ca đồng xanh kể có thời điểm cô liên tục bị tấn công trên mạng xã hội một bộ phận cư dân mạng chỉ trích vi oanh làm ảnh hưởng đến tinh thần cũng như cuộc sống của nữ khách mời trong chương trình đời nghệ sĩ vi oanh trải lòng khi có một người nào đó hiểu lầm nói những điều không hay về mình thì đã cảm thấy rất tổn thương rồi còn đằng này là rất nhiều người hiểu lầm mình thời điểm đó truyền thông sai lệch về vi oanh mạnh hơn là những điều đúng đắn chính vì vậy tôi cũng không có nhiều cơ hội để giải thích giọng ca để cho em khóc nói thêm khi đối diện với sự tấn công đó cô nghĩ rằng những khán giả yêu thương sẽ hiểu mình nên cũng không cần giải thích còn đối với những người chưa hiểu câu chuyện cô cho rằng có giải thích cách mấy cũng vẫn xấu trong đôi mắt họ nên lúc đó vi oanh chỉ mong có một thai kỳ khỏe mạnh nhất sinh ra đứa con khỏe mạnh nhất để làm tròn thiên chức làm mẹ trước đã còn lại những chuyện khác, cứ để thời gian trả lời. Vi Oanh tin rằng chỉ cần mình sống đúng, chỉ cần mình lúc nào cũng tin vào những điều tử tế thì những điều tử tế sẽ đến với mình, người đẹp bộc bạch. Trở thành người của công chúng và bất ngờ vướng phải những lùng xùm làm ảnh hưởng đến hình ảnh cũng như cuộc sống cá nhân, nhưng Vi Oanh vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được là nghệ sĩ. Cô tâm sự, mặc dù trong cuộc sống có khi mình làm những công việc khác, nhưng vi oanh vẫn rất hãnh diện khi được là nghệ sĩ chính vì vậy mà trong thâm tâm của vi oanh luôn tự biết rằng cuộc sống đã ban tặng cho mình những thứ này thì mình phải chịu đựng những điều khác không bao giờ song hành tốt hết tất cả mọi thứ vi oanh kể thêm không chỉ riêng cô mà gia đình cũng chịu không ít sức ép từ dư luận đặc biệt là người bạn đời vượt qua nhiều thử thách và có với nhau ba người con giọng ca đồng xanh khẳng định chồng là người tử tế đạo đức và sống có trách nhiệm hai vợ chồng rất yêu thương nhau và luôn nghĩ cho đối phương vi oanh nói cô không muốn những lùm xùm của mình ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của người bạn đời vi oanh tiết lộ sau khi lập gia đình vì thương cô nên chồng muốn dành những điều tốt đẹp nhất trong khi đó nữ ca sĩ sợ công việc nghệ thuật của mình ảnh hưởng đến đối phương vì thị phi liên quan đến người nổi tiếng thì mọi người sẽ quan tâm cô tâm sự ban đầu anh ấy nghĩ đơn giản rằng khi tôi ổn định thì sẽ vui vẻ với hạnh phúc gia đình nhưng càng sống với nhau, anh ấy hiểu được tôi có ngọn lửa đam mê trong lòng, nếu không giải quyết thì sẽ nguy hiểm nên ủng hộ tôi trở lại với nghề. Giọng ca đồng xanh khẳng định trải qua nhiều công việc khác nhau xong chỉ khi làm nghệ thuật cô mới thấy hạnh phúc.